Mình xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Cuộc Sống Hàng Ngày của gia đình hai bà cháu Chen. Hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người một thức nước uống rất chi là thơm ngon và mát giải nhiệt, đó là món rau má và đậu xanh. Thì cách làm như thế nào, mình cũng mời mọi người ghé qua gian bếp quê của mình để xem cách mình làm nhé. Đây mọi người ơi, đây là rau má vườn nhà mình này. Thời tiết mưa mát mẻ, rau phát triển rất chi là xanh non. Mình cũng đã rổ được một ít rau má như này và sẽ chế biến sang một món thức uống cho gia đình nhà mình. Mình chuẩn bị ở đây là 2 lạng đỗ này. Đỗ này là đỗ trượt vỏ nhá. Mình đã ngâm qua tí nước nóng rồi. Chốc nữa để mình đi mình đồ đường phèn. 2 lạng đường phèn mình giã nhuyễn như này để chốc nữa mình xay cho dễ này. Và một ít sữa đặc ông Thọ, 1,5 lít nước nhé. Bây giờ mình sẽ cho đỗ đi đồ nhé mọi người nhé. Trong khi chờ đợi đỗ được, mình sẽ đi thái thái cái rau má này ngắn ngắn đi, chút nữa mình xay cho dễ này. Rau má vườn nhà xanh non ngon lắm mọi người ạ. Nấu canh cũng ngon mà luộc cũng ngon, làm lộn cũng ngon. Hôm nay mình sẽ làm món giải khát cho gia đình. Đơn giản, nhanh chóng, chỉ trong vòng 20 phút là mình có được một thức uống rất chi là thơm ngon mát. Làm cái này cho cháu Chen uống nữa. Trong khi chờ đợi đỗ chín, bây giờ mình sẽ đi xay rau má. Mình cứ cho từ từ, cho ít bột vào thì xay sẽ dễ dàng hơn. Rau má bây giờ mình cũng đã xay nhuyễn rồi, mình cho hết cái phần đường phèn vào đây. Đường phèn mình phải giã nhuyễn như này, cho vào máy xay cho dễ. Mình sẽ xay cho đường phèn tan ra hết nhá. Bây giờ mình sẽ tắt và mang đi lọc lấy cái nước cốt nhé. Sau khi đỗ mình đổ đã chín, mình cho vào cái xoong này và mình cho vào đây một xỉa ăn phở đường và bằng cái hạt đậu xanh đỗ muối như mọi người nhé. Mình xên lên và bây giờ mình đã được một cái đỗ dẻo mềm ngon như thế này. Mình sẽ xúc hết ra. Đây, mình đã lọc được một cái hỗn hợp nước rau má đấy mọi người này. Đó, rất chi là đặc và thơm ngon. Bây giờ mình sẽ cho đậu xanh ra cốc và sữa đặc nữa, múc ra để thưởng thức nhé. Giờ mình sẽ múc đậu xanh ra cốc thôi. Rồi, rất chi là thơm ngon.
mình cho một ít vào đây và đánh vào đây, thì lúc nữa mình múc rau mé ra cho nó đẹp. Tuyệt vời chưa? Mình thích uống cho nó nhiều đậu xanh một chút mát. Món này là món hảo của gia đình nhà mình ạ. Xay với lại nước dừa cũng rất ngon mọi người ạ. Mình hôm nay mình mua được cái đỗ mới rất chi là bở và thơm. Ngon lắm. Bây giờ mình sẽ cho một ít sữa đặc ông thọ nhé. Rồi, mình sẽ múc nước rau má. Nước rau má lúc lấy mình xay có ít bọt bọt đó, mình sẽ vớt hết ra nhé. Như này thôi là mỗi người được một cốc nước rau má rất chi là thơm ngon, bổ dưỡng thanh mát cho ngày hè. Bây giờ mình cũng mời tất cả quý vị khán giả cùng thưởng thức cái món đậu xanh nước rau má này với lại mình nhé. Thơm lắm mọi người ạ. Mình sẽ ngoáy kia đậu xanh này với sữa đều ra với lại kia nước rau má này. Cái món này mình nghĩ mùa hè mùa đông uống đều rất ngon. Nếu như mà mình cảm thấy trong cơ thể mình nóng trong mệt mỏi thì mình làm cái nước sinh tố rau má đậu xanh này. Uống vừa thanh mát mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Mùa hè thì chúng ta cho thêm một chút đá, còn mùa đông thì mình nghĩ không cần đá, cứ như này uống cũng rất ngon rồi. Ngon xuất sắc đấy mọi người ạ, thơm lắm. Vừa thơm của rau má, bùi bùi ngậy ngậy của đỗ xanh, thanh mát của đường phèn kết hợp lên một thức uống cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng. Nếu như mọi người yêu thích cái cách làm của gia đình nhà mình thì bổ sung vào thực đơn cho gia đình nhé. Mình cũng xin khép lại video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.